Xin chào và tôi Nguyễn Tùng Sơn đã quay trở lại với bạn đây. Trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cách để mình có thể tạo được video YouTube mà không cần phải hiện mặt, chỉ trong vòng 5 phút đơn giản mà thôi. Và video hướng dẫn này sẽ là một video hướng dẫn bạn sử dụng một free traffic trên YouTube để chúng ta có thể kiếm được tiền trên với Clickbank. Đây thì bây giờ tôi sẽ show cho các bạn nhìn thấy cái kênh YouTube của tôi đang mới xây dựng và làm mẫu cho anh em học viên về chủ đề về Keto Change My Life Easy. Và bạn cũng có thể làm được cái video giống như tôi. Ở đây thì tôi sẽ mở thử cho các bạn thử một video để bạn có thể xem nhá. Đây, bây giờ Has mở been vào. rapidly rising over the few decades globally and in India. Obesity also predisposes individuals to type 2 diabetes, hypertension and cardiovascular disease apart from osteoarthritis. Bạn có thấy điều gì đặc biệt ở đây không nào? Trong video này thì nó sẽ có những cái nguyên liệu như sau mà các bạn có thể nhìn thấy được. Đầu tiên đó là một cái subtitle bằng tiếng Anh. Cái điều số 2 đó chính là video này nó có những cái video nó cứ chạy qua chạy lại như vậy. Đó, và nó có hình ảnh phù hợp cho cái video đó. Cái điều tiếp theo đó chính là cái giọng đọc người nước ngoài người ta đang nói bằng tiếng Anh, đúng không nào? Thì làm thế nào để chúng ta có thể sản xuất được một video mà chỉ trong vòng 5 phút thôi nhưng nó sẽ có được những cái điều như vậy, mà đặc biệt bạn không cần phải hiện mặt lên, bạn không cần phải nói, bạn cũng không cần phải quá giỏi bằng tiếng Anh. Đây thì anh em có quan tâm về cách làm này không nào? Nếu như anh em có quan tâm về cách làm thì đừng quên bấm một nút like video này. Đó thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em về những cái phương pháp nhá. Và bên cạnh đó thì chúng ta có thể tham dự vào trong cái chương trình trong cái group huấn chương trở thành chiến binh affiliate marketer. Đó, thì trong này thì tôi cũng sẽ add và sát duyệt cho anh em để anh em vào trong này để mình có thể trao đổi cùng với anh em học viên. Và một cái lời khuyến nghị đặc biệt đó là hãy tham dự vào trong chương trình học viện Clickbank chuyên sâu cùng với cả Sơn PS. Thì chương trình này là chương trình cần phải trả phí. Tuy nhiên rằng tôi tin chắc rằng khi anh em vào đây thì anh em sẽ nhận được những cái thành tựu nó rất xứng đáng cho anh em. Ví dụ như là có một học viên mới ra được sale là 220 đô chỉ trong vòng một ngày. Đấy, anh em có muốn đạt được cái kết quả nào không nào? Hay là có những cái mà share mà ở bên ngoài kia mà anh em sẽ không có bao giờ mà mình có thể tiếp cận được những kiến thức này. Đó, hoặc là những cái mà ra được sale trong lần đầu tiên anh em đều có thể chia sẻ cái kết quả trong group, và sẽ có rất là nhiều những cái điều tuyệt vời khác. Và trong group chuyên sâu này tôi chia sẻ cho anh em nhé. Thì chương trình này sẽ có cái ưu đãi là 297 đô dành cho những anh em đăng ký đầu tiên. Ok, thì bây giờ là mình sẽ vào cái chủ đề chính. Cái cách mà chúng ta tạo ra được đó là cái sản phẩm này nó sẽ như sau này. Bây giờ này, anh em sẽ vào để đăng ký cái tài khoản trên contentsamurai.com. Thì cái website thì tôi sẽ để lại ở phía bên dưới đường link ở đây. Thì bây giờ là chúng ta sẽ vào trong cái phần là click here to start using the app. Coi như bây giờ là chúng ta đã đăng ký xong cái tài khoản thành công rồi nhá. Nó sẽ cho anh em miễn phí trong vòng 7 ngày. Đó thì anh em hãy tận dụng trong vòng 7 ngày đó để mình có thể tạo được video cho mình. Rồi sau đó thì chúng ta bấm vào Create a new video. Rồi, cái bước đầu tiên đó là chính là chúng ta tạo ra một cái template. Thì bây giờ tôi sẽ tạo ra cái template dành riêng cho YouTube. Thì cái template nó sẽ là hình ngang, đúng nào? Rồi thì ví dụ giả sử bây giờ tôi sẽ chọn cái template này đi. Using the app template, và chúng ta chỉ cần làm theo thứ tự từng bước này thôi là nó sẽ ra được chưa. Cái cách làm như sau này, giả sử bây giờ tôi đang làm một chủ đề về keto như ở trên cái Instagram từ trước giờ chúng ta đang xây dựng, đúng nào? Keto về chủ đề về giảm cân, diet keto change my life. Thì bây giờ tôi đang xây dựng một chủ đề này, hay là nó cũng sẽ giống như trên cái Pinterest mà chúng ta đang làm cho anh em xem. Pinterest hiện tại nó đang được 11.700 lượt xem hàng tháng này các bạn. Rất tuyệt vời. Và nó cứ tăng tăng dần lên các bạn, đang tăng dần lên. Mặc dù tôi không có quá nhiều thời gian để mình xây dựng những cái kênh này đâu, nhưng mà nó vẫn đang tăng dần lên rất là tốt, đúng không nào? Rồi, thì bây giờ này cái cách mà mình làm á, là mình hãy lên Google. Google.com để mình search ra cái từ khóa, giả sử đi. Bây giờ tôi đang làm về chủ đề về keto thì bây giờ tôi sẽ search là how to keto diet chẳng hạn. How to keto này thì cái từ đầu tiên là mình có thể tìm được là như vậy. Rồi sau đó thì ở đây nó có rất là nhiều những cái bài viết, đúng không nào? Rất là nhiều những bài viết nó nói về keto. Thì bây giờ là tôi sẽ tìm ra được cái bài viết nào mà tôi thấy
nó thực sự là chia sẻ có hữu ích. Bài viết nào thực sự chia sẻ có hữu ích, có giá trị cao thì tôi sẽ lựa chọn cái content đó. Giả sử đi, cái website này ok này, thì bây giờ tôi sẽ copy content của nó vào trong cái trang web mà tôi đã giới thiệu cho các bạn, vào cái phần là script này, video title này. Thì video title đây là tôi sẽ chọn, đó là cái phần mà vừa nãy tôi đã lưu ở trên bài báo. Rồi sau đó tôi enter cái. Anh em chỉ cần làm theo những cái gì mà tôi chỉ nhé. Rồi sau đó copy phần này, copy và đưa nó lên trên này. Rồi mình có thể cách đã cũng được để cho nó nhìn nó dễ dàng hơn. Mấy cái số này đây là mình sẽ xóa nó đi này. What is keto? Rồi sau đó là mình copy tiếp cái hình ảnh thì mình sẽ loại nó ra, hình ảnh mình sẽ loại nó ra. Ok, thì cái bài này nó rất là dài nha, nhưng bây giờ là đang làm mẫu cho anh em, bởi vậy là tôi sẽ thử làm một cái video nó ngắn thôi. Còn nếu như bây giờ anh em có thời gian đó thì anh em sẽ làm cái video này thật là dài, được chưa? Và chúng ta chỉ cần nó làm cho từng bước một thôi, đó, bấm vào Clear screen for your video. Sau đó thì chúng ta đợi một chút, nó sẽ tự tạo cho chúng ta một cái video phù hợp hoàn chỉnh. Trong cái nguyên liệu video này nó sẽ vừa có video để chạy hình, vừa có video để chạy hình. Đây thì đây là những cái đoạn mà nó chạy đây. Nó sẽ lựa chọn cho chúng ta những cái video phù hợp nhất để nó nhồi vào trong này. Nó tự nhồi chúng ta nha các bạn. Rất là tuyệt. Rồi thế bây giờ tôi sẽ đi qua bước tiếp theo nhé. Đi qua bước tiếp theo là voice. Đó, tôi sẽ lựa chọn cái giọng đọc. Ví dụ như giả sử đây là anh em chỉ cần nó muốn có music thôi thì mình dừng lại đây. Còn cái dòng ở đây là mình đang lựa chọn, đó là cái tiếng mà chúng ta muốn chọn. Cái tiếng mà chúng ta muốn chọn thì bây giờ mình sẽ nghe thử xem cái tiếng nào nó phù hợp. Hi, my name is Heidi and I would love to read the script for your video. So sit back, relax and I'll do. Hoặc là bạn Anna này cũng được. Hi, my name is Anna and I would love to read the. Hi, my name is Olivia and I would love to read the script for. Ok, thì đây là chúng ta sẽ lựa chọn được giọng Mỹ này, hay là giọng United Kingdom này, hay là giọng Australia, của nam cũng có mà của nữ cũng có, được chưa? Thì bây giờ giả sử tôi chọn của bạn Heidi, sau đó tôi sẽ bấm vào Preview your video và sau đó tự động nó xuất cho tôi một cái video này rất nhanh các bạn, làm tất cả mọi thứ chỉ trong khoảng 5 phút thôi. Nãy giờ là vừa nãy tôi vừa giới thiệu vừa làm mẫu cho các bạn. Nó mất thời gian một tí, nhưng mà khi mà các bạn tự làm các bạn có thể chỉ mất 5 phút thôi. Và mình vừa có thể chạy cái video này, sau đó mình có thể mở ra nhiều tab khác nhau. Các bạn hình dung không, một tôi làm cho khoảng 4 ngày, 5 ngày đó là tôi sản xuất được khoảng 200 video. 5 ngày sản xuất được 200 video mà mình up lên kênh YouTube của mình nha. Rất tuyệt vời. Đó, video YouTube của tôi này. Trong vòng 5 ngày thôi làm được khoảng 200 video. Thì bấm vào phần tùy chỉnh thêm ở đây, tùy chỉnh kênh đây thì mình mới nhìn thấy được phía bên trong đấy. Các bạn nhìn thấy không, có rất là nhiều video, khoảng 200 video, nhưng bây giờ tôi mới up lên được khoảng hơn 100 video thôi, mới up lên khoảng 100 video. Hiện tại là có khoảng hơn 200 video rồi đấy, và nó bắt đầu có lượt xem rồi nha các bạn. Rồi mình xem là nó sản xuất xong chưa. Rồi thế bây giờ mình có thử xem nhá, cái video này nó ok chưa này. A ketogenic diet for beginners. A keto or ketogenic diet is a low carb, high fat diet that can help you burn fat more effectively. It has many benefits for weight loss, health and performance, as shown in over 50 studies. It's also used and recommended by many doctors. Ok, bạn thấy là nó cũng hay đúng không nào? Thứ nhất là nó có nhạc nền, thì nhạc nền là chúng ta có thể lựa chọn ở bên này. Đấy, có rất là nhiều loại nhạc nền, hoặc là chúng ta có thể add cái nhạc của chúng ta riêng vào. Ở đây là cái volume mà chúng ta sẽ chỉnh cái nhạc nền nó là to hay là nhỏ. Cái voice check và menu volume ở đây đó là cái giọng đọc của người đó, đó. Thì bạn nó muốn cho cái giọng đọc họ nói nhanh, ăn nói to hay nói nhỏ, nó nhanh hay nó chậm là ở đây. Ở đây mình chỉnh có xuống này thì nó là nói chậm. Còn nếu như mình chỉnh lên đó, thì nó là nói nhanh, được chưa? Sau đó mình lựa chọn xong rồi thì mình ấn vào apply. Còn giả sử đi bây giờ khi mà mình đã làm xong cái video này mà mình cảm thấy nó ok, nó good rồi thì mình sẽ bấm vào phần Look Good Continue. Sau đó nó sẽ xuất ra chúng ta để cho chúng ta được quyền chúng ta tải cái video này về. Chúng ta được quyền tải video này về. Ok chưa các bạn?
Sau đó chúng ta bấm chọn để tạo ra video đó, tạo ra video đó. Đó, thì bây giờ mình đợi một chút, sau đó nó tự tải video này về. Tất cả mọi thứ các bạn chỉ mất khoảng 5 phút để các bạn làm thôi. Các bạn thấy cái video này nó hướng dẫn có dễ dàng không nào? Rồi, thì trong cái lớp học chuyên sâu á, thì tôi sẽ còn hướng dẫn cho các bạn nó rất là nhiều những cái sâu hơn nữa về YouTube. Đó. Trong video này thì tôi chỉ hướng dẫn cho các bạn được sơ nét như vậy. Và bên cạnh đó thì tôi sẽ kèm cặp và hướng dẫn cho các bạn từng chút, từng chút, từng chút một để bạn có thể hoàn thiện được cái video. Và bên cạnh đó thì một cái điều tuyệt vời hơn nữa đó là tôi hy vọng rằng và tôi rất là chào đón các bạn để các bạn đã tham dự vào chương trình Học viện Clickbank chuyên sâu này. Đây là chương trình trả phí nha các bạn. Đó thì nếu như mà các bạn đã đang có một cái nguồn ngân sách rồi á thì các bạn nên tham dự vào trong chương trình này. Tại vì trong cái chương trình này thì tôi sẽ có cái cơ hội để kèm cặp trực tiếp với các bạn, làm việc trực tiếp với các bạn nhiều hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ cùng một cái tư duy, cùng một cái mindset để chúng ta có thể làm việc cùng với nhau. Bởi vì nếu như bạn hình dung như vậy này, giả sử đi, tôi đang chia sẻ rộng rãi về chủ đề về keto đúng không nào? Nhưng nếu như bây giờ mà tôi chia sẻ cho các bạn những cái ngách mà tôi đang làm đi, thì chắc chắn rằng là các hàng nghìn người sẽ làm theo cái ngách đó và nó phá nát đi thị trường. Bởi vậy tôi chỉ có thể chia sẻ nó cho một số những anh em thực sự nghiêm túc và thực sự mà mình đầu tư thời gian, công sức và tài chính của mình vào một cách thực sự nghiêm túc để mình đi được cái này lâu dài. Và mình xác định được rằng đây chính là cái công việc để giúp cho mình tạo được cái thu nhập khoảng 1.000 đô la một tháng. Đấy thì tôi mới có thể chia sẻ lại cho anh em. Đây nhá, tại sao tôi không thể nào mà chia sẻ cho anh em với những cái mà chủ đề mà tôi đang kiếm được thực sự nhiều tiền. Ví dụ như bây giờ tôi đang làm cái chủ đề về Keto Gemini Easy. Bây giờ tôi chỉ làm, tôi search ra cái từ khóa là Keto Gemini thôi. Nó có rất nhiều anh em đang làm cái chủ đề này giống như tôi. Có hàng nghìn người, thậm chí đặt tên Instagram còn giống nữa các bạn. Không có một chút sáng tạo nữa hết, đặt tên Instagram còn giống hệt y chang nữa. Đấy thì bạn hình dung đi, có hàng nghìn người đang làm như vậy mà đang làm theo thì chắc chắn rằng nó nát thị trường nếu như bây giờ tôi chia sẻ cho anh em với những cái ngách mà ngon nhất đúng không nào. Bởi vậy á, tôi chỉ có thể chia sẻ được nó trong cái chương trình Học viện Clickbank chuyên sâu này thôi. Nên trong chương trình này á, thì anh em sẽ được tôi hỗ trợ kèm cặp hướng dẫn trực tiếp. Tôi sẽ đồng hành cùng với anh em. Và một cái điều mà tôi đảm bảo và cam kết với anh em á, đó chính là tôi sẽ giúp cho anh em á kiếm được cái thu nhập là 2.000 đô la một tháng. Đó, các bạn nhìn đây này, có một bạn, bạn này là bạn ở bên Nhật nha, bạn này là bên Nhật và bạn ấy tạo được cái doanh thu là 220 đô la một ngày từ free traffic. Những cái chiến lược, những cách làm mà tôi đã chia sẻ trong group, ở trong cái chương trình huấn luyện đặc biệt này, đó thì tôi chia sẻ cho anh em. Thì các bạn hình dung đi, đây không phải là dùng paid traffic quảng cáo, ví dụ như Bing mà chúng ta đang chạy miễn phí. Đó thì 220 đô này là rút về tài khoản là tiền của anh em rồi. Được chưa? Rồi xem video xong chưa nào? Mới 78% rồi. Thì bây giờ mình chia sẻ tiếp nhé. Có nghĩa là anh em mới cần phải tham dự chương trình này đi. Không? Thì tôi sẽ có cơ hội để giúp cho anh em ở level cao hơn. Được chưa? Rồi thì bây giờ là trong lúc mình chờ đợi mình review một chút về cái này. Thời gian gần đây thì tôi đang có một chút cái dự định là tôi phát triển trên cái Instagram này lên. Và tôi đang nhân bản lên thêm nhiều những cái kênh Instagram cùng chủ đề về keto. Nên nó bây giờ là anh em muốn tăng được thêm thu nhập của mình lên thì có một cái giải pháp, đó là anh em hãy làm thêm nhiều tài khoản hơn nữa. Nếu như mình đang có dư thời gian, mình có thể phát triển thêm đa kênh là Pinterest này, hoặc là mình có thể làm trên YouTube như vừa nãy tôi đang chia sẻ và giúp đỡ cho anh em cách làm. Được chưa? Đó thì mình đã làm ra một cái hệ sinh thái. Hệ sinh thái này nó có sẽ rất là có nhiều kênh, vừa làm trên group Facebook này, trên fanpage này, trên chatbot này, hay là email marketing này. Thì khi mình làm ra một cái hệ sinh thái nhiều kênh như vậy thì chắc chắn rằng là mình sẽ có cái khả năng nhận diện nó cao hơn. Cái người dùng người ta sẽ follow mình trên tất cả các kênh khác nhau, và lúc này người ta đưa ra cái quyết định mua hàng thì người ta đều tìm ra được cái chủ đề mà mình đang xây dựng. Ok chưa? Thì tôi muốn hướng tới cái việc là chúng ta sẽ làm ra nhiều kênh chứ mình không có bị phụ thuộc quá vào một cái kênh nào hết. Đó, thì đó là cái lời khuyên của tôi nhé. Thì khi mà anh em làm ra nhiều kênh như vậy thì cái khả năng sau này anh em sẽ xây được một cái hệ thống. Cái hệ thống này nó sẽ phát triển lên cho anh em mạnh mẽ và tốt hơn. Và tôi cũng biết được rằng một vài anh em cũng chưa có đủ điều kiện để mình tham dự vào trong chương trình Học viện Clickbank chuyên sâu. Đó, thì hãy cố gắng nha, để mình làm kiên định nó trong khoảng một thời gian dài. Tôi tin chắc rằng anh em làm sẽ ra kết quả thôi. Nếu như anh em thực sự mình tự tin vào bản thân mình và mình có một cái niềm tin rằng tôi làm được. Được chưa? Đó, thì anh em cũng có thể là follow tôi thêm ở trên cái Facebook cá nhân ở đây. Để nếu như có cái câu hỏi gì cần hỗ trợ thì có thể liên hệ với tôi.
Hoặc là tham gia vào trong cái group trở thành chiến binh affiliate marketer, thì hàng ngày có rất là nhiều anh em mới xin tham dự vào trong group này, có hàng trăm người luôn các bạn. Đó. Thì tôi liên tục tôi refresh, thì hiện tại đang có 9 người mới này. Được chưa? Ok, thì sau khi mà mình xong video rồi thì mình bấm vào nút download video. Download video. Download rất nhanh các bạn, download video. Sau đó thì bây giờ là mình sẽ chỉ cho các bạn này, khi mà mình đã download video xong rồi thì mình bấm vào phần ở đây. Tải video lên. Tải video lên. Sau đó thì mình đã kéo video vào đây. Kéo video vào đây. Rồi làm thử cho anh em coi nhé. Đợi nó tải về này. Anh em thấy video này có giá trị thì mình đừng quên bấm một nút like video và subscribe kênh YouTube của tôi để nhận những video mới nhất nha. Đấy. Thì bây giờ là mình sẽ tối ưu cái tiêu đề, tối ưu cái mô tả, được chưa? Cái mô tả thì mình cần phải viết lại nhá. Tối ưu cái tiêu đề thì vừa nãy là có phải là chúng ta đã coi được từ báo đúng không? Giả sử đi, đoạn này tôi sẽ lấy nó thành mô tả này. Đoạn này tôi lấy nó thành mô tả của video. Sau đó thì cái tiêu đề thì tôi viết hoa nó lên. Và bên cạnh đó thì mình sẽ tạo ra một cái danh sách phát. Danh sách phát đi. Keto for beginner nhá. Bấm một nút tạo. Sau đó thì tôi sẽ chọn cái video này ở chế độ công khai. Công khai và mình bấm một nút xuất bản là xong. Rồi thì video này thì tôi đã hướng dẫn cho anh em á cách để anh em có thể tạo được một cái video để mình làm trên YouTube và kiếm tiền trên Clickbank chỉ trong vòng 5 phút thôi. Video này thì vừa làm mà tôi vừa hướng dẫn cho anh em nên nó sẽ chiếm nhiều thời gian hơn. Nhưng khi mà anh em làm quen rồi thì thứ nhất là mình có thể tạo ra được nhanh hơn, và thứ hai là trên cùng một cái trình duyệt mình có thể tạo được nhiều cái thể tag khác nhau. Mình có thể nhiều tạo ra nhiều tag khác nhau và mình cho nó xuất cùng một lúc nhiều video khác nhau. Nên bởi vậy trong 5 ngày thôi tôi tạo được 200 video, và sau đó thì tôi đặt cái lịch và nó cứ tự động một ngày 3 video, một ngày 3 video, một ngày 3 video. Và khi mà anh em làm thì anh em luôn luôn nhớ đó là một cái từ khóa, đó là 10.000. 10.000 ở đây là gì? 10.000 follow ở trên Instagram, 10.000 lượt subscriber ở trên YouTube, hay là 10.000 lượt follow ở trên Pinterest, được chưa? Thì khi mà anh em có được 10.000 subscribe trên bất kỳ một kênh nào thì lúc này sẽ là ra sale được rất đều đặn. Nên nếu mình không quá cái việc là mình mong chờ hay là hấp tấp là tại sao chưa ra sale, chứ tại sao chưa ra sale? Bởi vì anh em chưa có lượng khách hàng đủ thôi, được chưa? Rồi thế tôi chúc anh em làm video thành công, up lên được trên YouTube của mình và sẽ nhanh chóng ra được cái kết quả, ra được những sale đầu tiên. Và khi mà ra được sale đầu tiên rồi thì đừng quên đăng lên trên group hoặc là inbox riêng cho tôi, không để tôi đăng cái bài viết của anh em lên và cho những người anh em khác có động lực thêm nha anh em. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.